Ê, mạch của anh xong rồi anh nhá, em cắm điện cho anh xem này. Đấy, cú hút hút là do là em đang khởi động motor con này, mình vặn một cái là motor nhả này. Đấy, motor nhả, cú hút nhả này. Lúc này nó dừng khẩn cấp, khi mà mình ấn xuống cái là toàn bộ hệ thống điện nó sẽ ngắt. Bây giờ là mình trong quá trình khởi động đầu tiên nhá, thì anh khởi động motor lên cho em. Thì khởi động motor con này con nút vặn, mà anh vặn một cái thì cú hút này hút này, thì bắt đầu motor bắt đầu chạy này. Đấy, cú hút này, motor bắt đầu chạy. Thì motor bắt chạy, đầu chạy nhưng mà đầu máy nó vẫn chưa bổ xuống nhá. Anh bắt buộc phải thao tác thêm một nút, đây là nút nhấn nhả này. Con nút nhấn nhả xanh này. Đấy, khi mà mình nhấn đúng một cái ấy, thì hai con, một con timer, con rơ ne này và một con cục hút này, nó đèn báo này. Đèn báo là nó bắt đầu là cấp cấp hơi vào cho con xin anh. Đây cấp hơi con xin anh này. Con xin anh này sẽ đẩy ra. Đẩy ra. Thì khi mà con xin anh này đẩy đẩy đầu máy xuống, đầu đẩy đầu máy xuống chạm vào con công tắc hành trình này. Đấy, chạm vào đây. Thì sẽ nhìn rơ le cái con cục hút này mất điện này. Con rơ le này mất điện này. Thì khi mà mất điện ấy thì là vít tông cái con điều con rơ le này sẽ điều khiển cái con vít tông này dở, nó sẽ thu hồi đầu máy về lên bên trên. Thì là kết thúc một 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 cái hành trình một một cái hành trình cắt. Thì là khi mà nó đã dở lên nhá, dở lên hết cỡ rồi nhá, thì motor vẫn chưa tắt. Đấy, motor vẫn chưa tắt thì bắt buộc anh phải tắt bằng tay. Đây. Thì còn con này là con khởi động motor, đồng thời là con tắt motor luôn. Đấy, vặn một cái này, cục hút nhả này. Thì là sẽ tắt tắt motor. Đấy, thì là xong một quá trình hoạt động máy. Thì về là anh cắt cho em cái dây dây máy cắt của mình ra. Ở đây nó có T1, T2 này, L1, L2 này. Anh cắt ra hai dây, nó có hai dây đúng không? Cắt ra xong anh đấu vào vào T1 T2 L1 L2 ra vào cho em là được. Đây. Ở đây có T1 T2 T3 này, L1 L2 L3 này. Đấy, một một đầu nguồn từ điện lưới vào cho em là vào T. Đấy, còn cái nguồn vào con máy cắt của mình anh đấu là N cho em là được. Thế là xong. Thế là xong cái mạch nhá.